Sao nhẹ nhàng quá vậy? Em không có đi lực đó. Không, cứ làm mạnh đi. Nhưng mà đau nhưng mà nó đã.
Thank you.
dấu. Làm gió. Nó bị hiểm, nó trọng bị hiểm, nó sẽ đẩy, nó sẽ làm gió vậy. Anh làm gió lắm. Lần này nó còn đỡ hả? Ông chủ ông vũ của em, ông chủ của em ở đây là người giống là đẩy chỗ này làm gió vào đó. Nhưng mà nước kia, nó bó cái cơm thì em quá rồi. Đó là ông lại đây ông làm, ông làm trời. Làm cái đi là nó sẽ bó. Nhưng mà mình cũng được đó. Đi nhiều, kiểu mình đi rẽ từng cái một lần. Một tuần đi một lần. Xong cái từ tập mình hết, mình rẽ ra. Từ đi ngồi, xong rồi ba tuần, xong rồi duy trì tháng mình ngồi. Chứ mình đi nhiều lắm thì phải cưng lắm. Thằng thằng cần đi tập gì đó. Tập tự rồi chứ không được tập gì rồi. Hồi đó em làm bên trị liệu quá. Em làm cho mấy người tập chuyên nghiệp. Với lại người tập yoga. Người tập yoga tập xa đấy. Đúng rồi đúng rồi. Nước kia. Còn mấy người tập chuyên lâu lâu đi xa cơ. Thank you.
tay. Tay là tay. Thế là đây cũng đã tay là tay. Tay chứ. Chị ở đây nó là tay ta mà. Nó phồng bên đây không á. Ráng chịu cực đi, mới mốt chịu khổ.
Em biết anh được đó.